Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác nhé. Một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TR5 rất là đẹp, ngoại thất, nội thất nói chung là còn rất ok nhé. Vỏ bên em đã làm trắng đẹp, tinh tươm rồi. Con này được cái đầu hồi bên này còn rất mới các bác này. Đầu hồi gần như không tì vết bên này nhé. Tem mát rất đẹp luôn. Sản xuất 2011. Series máy là 00206. Con TR5 bên ngoài ngoại thất rất đẹp. Đây. Bên này thì hơi xước sát chút xíu thôi. Nói chung là rất phẳng, phiu và đẹp nhé. Nội thất cũng rất sạch. Nội thất sạch đẹp quá, gioăng chỉ đẹp nhé. Nội thất rất mới luôn. Con này nói chung là nếu thang điểm 10 thì nó đạt khoảng điểm 8 đấy ạ. Về hình thức còn rất là ok, đẹp. Mọi thứ chức năng hoạt động, nội thất sạch sẽ đẹp. Xếp 12 các bác con, mỗi ngày một cái quá nhé, hai hàng, 6 cái cốc, 8 cái đĩa, đũa thìa 4 cái bát ô tô, 3-4 cái bát ô tô tùy cỡ, 5 cái tùy cỡ các bác nhé, 3 tay phun, một dàn phun ở đây, một dàn phun ở trên, đây, dây máy sâu đun nước, khay để bột rửa, khay rác, công nghệ Econavi. Thời gian sấy 30, 45, 60 phút. Rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C. Bật nguồn, tắt nguồn. Đấy ạ. Bắt đầu rửa các nhé. Hẹn giờ, 4 giờ sau rửa. Nói chung là một con máy khá hoàn hảo. Giá thành bây giờ rất rẻ các bác nhé. Em bán 3,5 triệu, bảo hành 1 năm. Ngoài thời gian bảo hành ra, hỗ trợ các bác bảo hành trọn đời nhé. Đấy. Một con máy 3,5 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, rất đẹp luôn. Chào các bác.